Hệ tiêu hóa đang lên tiếng kêu cứu nếu cơ thể xuất hiện 5 dấu hiệu sau, điều số 3 ai cũng thường bỏ qua. Xin chào quý vị. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta phải lo toan quá nhiều thứ khiến bản thân dễ bị stress và căng thẳng. Để giải tỏa áp lực, một số người đã phạm những thói quen gây hại cho hệ tiêu hóa, chẳng hạn như ăn nhiều đồ ăn nhanh, thực phẩm nhiều đường hay ngủ ít. Về lâu dài, chúng sẽ ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác của sức khỏe và gây hàng loạt bệnh đường ruột, thậm chí là tăng nguy cơ mắc ung thư. Hệ tiêu hóa luôn phải làm việc để cung cấp năng lượng cho hoạt động hàng ngày, vậy nên khi nó suy yếu thì sẽ tạo điều kiện cho bệnh tật tấn công cơ thể. Khi hệ tiêu hóa suy yếu, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh và ốm đau nhiều hơn. Theo thống kê, hiện có đến 40% dân số trên thế giới đang gặp phải những vấn đề về tiêu hóa. Nếu muốn phòng ngừa bệnh thì hãy chủ động theo dõi sức khỏe đường ruột mọi lúc, đặc biệt là khi thấy xuất hiện 5 dấu hiệu sau thì nên thăm khám sớm trước khi bệnh đường ruột bắt đầu phát triển. 1. Táo bón kéo dài. Đường ruột khỏe mạnh là lúc mà bạn đi vệ sinh trơn tru, không thấy đau. Còn ngược lại, nếu xuất hiện táo bón có nghĩa là hệ tiêu hóa đang gặp trục trặc. Lúc này số lượng hại khuẩn trong ruột đang lấn át lợi khuẩn, chúng tấn công thành ruột và gây nên các bệnh về tiêu hóa, đặc biệt là tăng nguy cơ mắc chứng táo bón dài ngày. Táo bón là nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh trĩ và ung thư đại tràng. Táo bón nếu không chữa trị sớm sẽ tạo tiền đề cho bệnh trĩ và ung thư đại tràng phát triển. Theo chuyên gia, bạn nên ăn thật nhiều chất xơ và uống thêm nước để giảm bớt táo bón. Ngoài ra cũng nên thường xuyên vận động để tăng nhu động ruột và kích thích đi vệ sinh đều đặn hơn. 2. Luôn cảm thấy mệt mỏi không rõ lý do. Hệ tiêu hóa luôn có mối liên hệ mật thiết với hệ miễn dịch. Cụ thể, nếu ruột chứa quá nhiều hại khuẩn thì chúng sẽ gây rối loạn tiêu hóa, khiến hệ miễn dịch bị ức chế và trở nên yếu hơn. Từ đó làm cơ thể luôn thấy mệt mỏi, uể oải dù trước đó không làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Để giải quyết vấn đề này thì trước hết bạn nên tìm cách cải thiện sức khỏe đường ruột. Nên chăm chỉ tập thể dục thể thao, ăn nhiều rau và sữa chua để hệ tiêu hóa hoạt động ổn định lại. Chỉ cần chịu khó duy trì thì những cơn mệt mỏi sẽ dần chấm dứt sớm. 3. Khó tiêu và đầy hơi sau khi ăn. Khó tiêu và đầy hơi chính là kết quả khi hệ tiêu hóa bị suy yếu hoặc không thể dung nạp một số thực phẩm. Các triệu chứng này sẽ xuất hiện khi vi sinh vật trong đường ruột đang bị mất cân bằng hoặc số lượng lợi khuẩn không đủ để lấn át hại khuẩn. Triệu chứng dễ thấy nhất khi hệ tiêu hóa bị ốm chính là khó tiêu và đầy hơi. Nếu bạn luôn gặp tình trạng này sau bữa cơm, hãy xem lại những gì bạn ăn lúc đó và cố gắng tìm ra nguyên nhân. Lấy ví dụ, nếu bạn khó tiêu sau khi ăn đồ chiên dầu thì nhất định phải tránh càng sớm càng tốt. Cần hạn chế ít nhất trong 2 tuần hoặc nhiều hơn, miễn là cho đến khi hệ tiêu hóa ổn định trở lại. 4. Mất ngủ và có dấu hiệu buồn bã, trầm cảm. Con người chúng ta thường cảm thấy vui vẻ và ngủ ngon nhờ hormone hạnh phúc serotonin. Loại hormone này tập trung 95% ở đường ruột vì não bộ không có khả năng lưu trữ tryptophan để tạo serotonin. Vậy nên khi đường ruột hoạt động yếu dần đi, khả năng hấp thụ tryptophan và tạo serotonin của cơ thể sẽ bị hạn chế, từ đó khiến bạn thấy buồn rầu, lo lắng và mất ngủ dài ngày. Trong một số trường hợp nặng thì nó còn gây nên chứng trầm cảm. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh hơn để tăng số lượng lợi khuẩn trong hệ tiêu hóa. Việc này sẽ góp phần tăng sinh serotonin và hỗ trợ kiểm soát căng thẳng hiệu quả, giúp bạn ngủ ngon và khỏe mạnh hơn. 5. Hay ốm vặt. Như đã đề cập, nếu hệ tiêu hóa gặp trục trặc thì cũng kéo theo hệ miễn dịch bị suy yếu theo. Lúc này cơ thể sẽ dễ bị vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh, khiến bạn bị ốm vặt liên tục nhiều tuần mà không rõ lý do. Một nghiên cứu tại Đại học Stanford, Mỹ đã chứng minh rằng những người có lợi khuẩn trong đường ruột nhiều sẽ có hệ miễn dịch tốt hơn, từ đó giảm hẳn nguy cơ mắc bệnh. Các chuyên gia chia sẻ, cách tốt nhất để tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột chính là chăm ăn những thực phẩm lên men,
chẳng hạn như sữa chua hoặc dưa muối. Chúng sẽ cung cấp cho cơ thể các chủng lợi khuẩn như Lactobacillus và Bifidobacteria có khả năng khôi phục sự cân bằng đường ruột. Tuy nhiên cũng đừng vì thế mà ăn nhiều vì sẽ gây tiêu chảy, chỉ nên dùng ở một lượng phù hợp. Khi nhận thấy các dấu hiệu trên, việc quan trọng nhất mà bạn cần làm là không phớt lờ. Cơ thể đang gửi những tín hiệu cầu cứu và việc chú ý tới những báo động này có thể giúp bạn tránh được những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn về sau. Hãy bắt đầu bằng việc điều chỉnh lối sống lành mạnh hơn, bao gồm chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục đều đặn. Thưa quý vị, tủ lạnh mỗi nhà luôn ẩn nấp 5 món dễ gây đau dạ dày và hại tiêu hóa, thèm mấy cũng đừng ăn nhiều. Hiện nay, đau dạ dày là vấn đề khá phổ biến ở đường tiêu hóa mà cả già trẻ gì cũng mắc phải. Chúng gây ra những cơn đau âm ỉ kèm khó tiêu, buồn nôn, đầy bụng đeo bám từng ngày khiến cơ thể suy kiệt. Hầu như nguyên nhân của bệnh dạ dày đều do chế độ ăn uống phản khoa học, lạm dụng đồ có tính kích thích hoặc ăn phải thực phẩm không hợp vệ sinh. Hầu như chẳng ai muốn mắc phải đau dạ dày vì chúng gây gián đoạn công việc, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, dù cẩn thận tới đâu thì nhiều người cũng đang vô tình rước bệnh vào thân chỉ vì ăn quá nhiều năm thực phẩm này. Hầu như tủ lạnh nhà nào cũng có vài món nhưng chẳng ai hay. 1. Súp lơ, bông cải xanh. Tuy cả hai đều thuộc họ cải và có vẻ ngoài giống nhau, nhưng súp lơ và bông cải xanh là những loài tách biệt. Chúng có cấu trúc hoa phình to ra nhưng ở súp lơ thì phần này lại mềm hơn hẳn so với bông cải xanh. Về giá trị dinh dưỡng thì cả hai gần như ngang ngửa, mỗi loại đều sở hữu những thế mạnh riêng cho bản thân. Nhìn chung, hai loại rau này đều là những thực phẩm lành mạnh, cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Chúng giàu chất xơ và vitamin cần thiết có thể cải thiện hệ tim mạch, ngừa ung thư và cân bằng lại lượng đường trong máu. Chưa kể súp lơ và bông cải xanh đều chứa ít calo nên khiến bạn mau no, giúp giảm cân trông thấy. Dù tốt là thế nhưng không phải cứ ăn nhiều súp lơ và bông cải xanh là tốt. Súp lơ chứa carbon hydrate tiêu hóa là raffinose dễ gây đau dạ dày ở những người có hệ tiêu hóa yếu. Còn ở bông cải xanh, nó cũng chứa một carbs là oligosaccharides mà con người không thể tiêu hóa. Nếu ăn nhiều sẽ làm đường ruột suy yếu và rối loạn. Các chuyên gia cho biết, vì là những thực phẩm giàu dinh dưỡng nên bạn không được lạm dụng hai loại rau này. Mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa 160g súp lơ hoặc bông cải xanh. Với những người đang có bệnh đường ruột thì hạn chế lại kẻo bệnh nặng thêm. 2. Các loại trái cây có vị chua. Cũng vì nắng nóng kéo dài, nhiều gia đình đã mua thêm cam, bưởi, chanh, me để về ướp lạnh ăn cho mát. Các loại trái cây này luôn được các chuyên gia đánh giá là tốt cho sức khỏe, cung cấp nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giữ cho làn da phụ nữ luôn mịn màng, căng tràn sức sống. Những trái cây có vị chua cũng giúp giảm cân, nhưng không phải vì thế mà lạm dụng được. Cụ thể, tính axit của chúng sẽ bào mòn dạ dày và gây bệnh dạ dày nếu ăn quá nhiều. Tốt nhất là tránh ăn hoặc ăn trái cây chua với một lượng vừa phải khi dạ dày đang gặp vấn đề. 3. Nước giải khát có ga. Trong những ngày hè nắng nóng thì có lẽ nước giải khát có ga là đồ uống không thể thiếu trên mâm cơm hay bàn tiệc. Nhiều nhà thậm chí còn mua vài thùng về trữ dần, lúc nào khát thì mang ra ướp lạnh uống. Tuy nhiên, loại thức uống này chưa bao giờ được đánh giá cao với sức khỏe cả. Uống nhiều nước ngọt có ga chứa một lượng đường lớn có thể làm tăng cân, dẫn đến hiện tượng kháng insulin nguyên nhân gây tiểu đường, cao huyết áp, béo bụng. Ông Lauren cũng cho biết, loại nước này sẽ giải phóng carbon dioxide làm đầy hơi và gây đau dạ dày nếu uống quá nhiều. Vào mùa nóng tuy rất khát nước nhưng bạn cần phải hạn chế uống nước có ga. Thay vào đó, hãy đổi sang uống nước lọc, nước chanh đá hay các loại nước trái cây nguyên chất để giải khát mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. 4. Sữa và các chế phẩm từ sữa. Sữa luôn là thực phẩm bồi bổ sức khỏe cho mọi nhà, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, bạn sẽ dễ bị đau dạ dày,
khó tiêu và mệt mỏi khi uống sữa nếu thuộc nhóm người mắc hội chứng không dung nạp lactose, một loại đường có trong sữa. Hiện nay trên thế giới có đến 65% dân số mắc phải tình trạng này. Vậy nên nếu bạn bị đau bụng, tiêu chảy khi uống sữa hoặc dùng các chế phẩm từ nó thì phải tránh xa càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, người khỏe mạnh cũng không nên uống sữa khi bụng đói vì lúc này dạ dày đang co bóp mạnh, sữa sẽ bị đẩy xuống ruột do chưa tiêu hóa hết và gây rối loạn đường ruột. 5. Nước sốt cà chua. Nhiều gia đình rất thích ăn các món sốt, đặc biệt là sốt cà chua, nên đa phần các bà nội trợ thường làm sẵn một hũ để dùng cho tiện. Chỉ với một chén nước sốt, bạn đã cung cấp cho cơ thể lượng vitamin A và 1/2 vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa lycopene và chất xơ có lợi cho sức khỏe. Tuy có nhiều công dụng vậy nhưng bạn cũng đừng lạm dụng sốt cà chua, đặc biệt là những người đang có bệnh về tiêu hóa. Theo chuyên gia dinh dưỡng, trong loại nước sốt này chứa natri có vị chua nên ăn quá nhiều sẽ gây đau và trào ngược dạ dày, hệt như trường hợp của các loại trái cây vị chua. Cần làm gì khi bị đau dạ dày dài ngày? Các chuyên gia cho biết, đau dạ dày rất khó điều trị vì nó liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau như chế độ ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ hay mức độ căng thẳng. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng một vài cách sau để đánh bay đau dạ dày nhanh chóng mà không phải dùng thuốc. Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, đúng giờ đúng bữa, không ăn cay và ăn chua, hạn chế uống rượu bia, nhai chậm nuốt kỹ để làm giảm gánh nặng lên hệ tiêu hóa. Không nên thức khuya hoặc dậy sớm quá vì sẽ khiến cho tình trạng đau dạ dày của bạn càng nghiêm trọng hơn. Nên đi ngủ sớm và dậy đúng giờ, ngủ đủ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm. Tâm trạng vui vẻ, thoải mái và hạn chế sự căng thẳng cũng giúp cho tình trạng đau dạ dày của người bệnh giảm bớt đi. Đi bộ nhẹ sau khi ăn, tránh nằm yên một chỗ. Nếu vẫn không khỏi thì nên đến viện khám càng sớm càng tốt, tuyệt đối không tự mua thuốc về uống bừa bãi. Tiếp theo xin giới thiệu quý vị 6 loại thực phẩm này là bậc thầy về chất xơ, nuôi dưỡng dạ dày, bảo vệ đường ruột, đặc biệt cực tốt cho người bị tiểu đường. Chất xơ rất quan trọng đối với người bị táo bón hay tiêu chảy, nhưng ngoài ra nó còn có vai trò khác trong việc bảo vệ tim, giảm lượng đường trong máu, giảm cholesterol. Tiêu chảy hay táo bón tuy vấn đề nhỏ nhưng nó có liên quan tới việc cơ thể đang thiếu hụt một chất dinh dưỡng quan trọng, đó là chất xơ. Được biết, chất xơ là một trong 7 dưỡng chất thiết yếu của cơ thể con người. So với protein và vitamin, nó không thực sự quá nổi trội nhưng cơ thể không thể thiếu được. Một nghiên cứu sau khi tiến hành quan sát trên 8.300 người mắc bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2, kết quả so sánh cho thấy những người tiêu thụ nhiều chất xơ có tỷ lệ tử vong giảm thiểu đáng kể. Nhóm nghiên cứu này tiếp tục phân tích trên 1.789 bệnh nhân đái tháo đường, cho họ ăn liên tục trong 6 tuần liên tiếp thực phẩm giàu chất xơ và ngũ cốc nguyên hạt. Kết quả, những bệnh nhân này đã cải thiện đáng kể lượng đường trong máu, mức cholesterol cũng giảm. Ngoài ra, WHO cũng ủy quyền cho các nhà khoa học nghiên cứu về chất xơ. Theo số liệu thu được, nếu lượng chất xơ tiêu thụ hàng ngày tăng thêm 8 giờ, tỷ lệ mắc ung thư đường ruột, tiểu đường loại 2 và bệnh tim giảm từ 27% xuống 5%. Tuy nhiên, mọi người không nên tiêu thụ chất xơ một cách mù quáng, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Tiêu thụ nhiều chất xơ sẽ làm chậm quá trình hấp thu đường và lipid, cản trở sự hấp thu của các nguyên tố như canxi, kẽm, sắt. Đặc biệt, người bị tiểu đường cần tiêu thụ lượng chất xơ vừa phải nếu không sẽ gây ra tình trạng liệt dạ dày ở nhiều mức độ khác nhau. Cần tiêu thụ chất xơ như thế nào? Chúng ta cần phải phân bố đều lượng chất xơ trong 3 bữa ăn hàng ngày, kết hợp nhiều loại thực phẩm khác nhau và tăng cường rau hơn trái cây. Hầu hết các loại rau đều có chất xơ cao hơn trái cây. Lưu ý, mỗi người nên tiêu thụ một lượng chất xơ nhất định mỗi ngày, sau khi thích nghi theo thể trạng mới tăng dần. Người có chức năng tiêu hóa kém, người già, người vừa trải qua phẫu thuật cần hạn chế tiêu thụ nhiều chất xơ.
Lượng chất xơ cung cấp cho người lớn là 25 đến 35 gram một ngày. Chẳng hạn như 500 gram rau mỗi ngày chứa khoảng 10 gram chất xơ, 250 gram trái cây chứa khoảng 5 gram chất xơ và phần còn lại ăn các loại ngũ cốc để bổ sung. Trên cơ sở này, những bệnh nhân mắc bệnh giàu, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, béo phì nên tăng lượng ăn 10 đến 15 gram một ngày. Trẻ em và thanh thiếu niên từ 2 đến 20 tuổi nên tăng lượng ăn lên 5 đến 10 gram theo tuổi của chúng một ngày. Chúng ta cần phải phân bố đều lượng chất xơ trong 3 bữa ăn hàng ngày, kết hợp nhiều loại thực phẩm khác nhau. Sau đây là một số loại thực phẩm phổ biến giàu chất xơ, cần bổ sung thường xuyên trong thực đơn. Việc bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ tốt cho dạ dày và đường ruột mà còn mang lại lợi ích lớn cho người bị tiểu đường. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, qua đó kiểm soát lượng đường huyết hiệu quả. Những người bị tiểu đường sẽ thấy rõ sự khác biệt khi thường xuyên tiêu thụ các thực phẩm này. Ngoài ra, việc tăng cường chất xơ còn giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Do đó, hãy xem xét việc đưa những loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống của bạn để nâng cao sức khỏe tổng thể và tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh hơn. 1. Cải xoăn. Cải xoăn thích hợp cho người ăn kiêng, thích hợp ăn sống hoặc xay cùng với sinh tố, không nên xào nấu trên lửa lớn sẽ phá hủy chất dinh dưỡng. 2. Khoai môn. Khoai môn có thể thay thế cho các loại thực phẩm quen thuộc như gạo trắng. Lưu ý nên đeo găng tay khi gọt vỏ và không cần bảo quản trong tủ lạnh. 3. Yến mạch. Yến mạch rất thích hợp làm bữa sáng, nên tiêu thụ dưới 40 gram mỗi tuần. Người tiêu hóa kém không nên ăn nhiều. 4. Chanh dây. Chanh dây chứa 17 loại axit amin cần thiết cho cơ thể người, giúp giảm stress, giảm béo hiệu quả. 5. Đậu nành. Đậu nành rất giàu isoflavone, rất tốt cho phụ nữ nhưng không phù hợp với người bị bệnh gút vì chứa nhiều purin. 6. Hạnh nhân. Chỉ nên tiêu thụ 3 đến 4 hạt hạnh nhân và không quá 10 hạt mỗi ngày. Phần tiếp theo mời quý vị theo dõi nội dung 18 người cùng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm chiên trứng. Bác sĩ chỉ ra nguyên do đến từ một sai lầm lúc chế biến trứng mà hầu như ai cũng mắc phải. Cơm chiên trứng vốn là món ăn quen thuộc và dân dã của nhiều người. Nhưng ít ai ngờ nếu phạm phải sai lầm này, nó sẽ trở nên kịch độc và gây hại khi ăn phải. Vừa qua, tờ QQ đã đăng tải câu chuyện tại một bệnh viện tiếp nhận 18 người bị ngộ độc thực phẩm. Cụ thể, họ đều đến dự tiệc cưới của một người bạn để ăn mừng ngày hạnh phúc. Nhưng chỉ sau 2 giờ tan tiệc, dạ dày họ bắt đầu đau quằn quại, còn miệng thì ói mửa không ngừng. Một bệnh nhân trong nhóm chia sẻ rằng, khi dự cưới xong thì bắt đầu thấy hơi mệt và chóng mặt nên liền về nhà. Bẵng đi vài giờ, anh ấy liên tục nôn mửa, đau quặn bụng và lưng ướt đẫm mồ hôi. Cho tới lúc chịu không nổi nữa, anh đến bệnh viện thì mới phát hiện tất cả những người ngồi chung bàn, từ bé gái 1 tuổi cho đến ông cụ 70 tuổi, đều chung một triệu chứng bệnh như nhau. Bác sĩ thấy tình hình quá nghiêm trọng nên đã tiến hành cho họ nhập viện ngay lập tức. Qua chẩn đoán ban đầu cho thấy, tất cả mọi người đã bị ngộ độc thực phẩm và thủ phạm chính là món cơm chiên trứng trong tiệc cưới. Nhưng tại sao món ăn ngon miệng, luôn nóng hổi này lại có thể gây bệnh được? Để tìm hiểu sự tình, các nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh CDC đã đến nhà hàng nọ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Họ đã phát hiện món cơm chiên trứng ấy đã bị nhiễm khuẩn Salmonella, lý do gây bệnh tiêu hóa của 18 bệnh nhân sau khi dự tiệc cưới. Càng đào sâu hơn thì CDC mới dỡ lẽ nguyên nhân rằng, khi chế biến món cơm chiên trứng, nhân viên nhà hàng đã đặt 80 quả trứng chưa rửa vào chậu inox mà không đeo găng tay, sau đó đập dở và lấy tay nhặt từng lòng đỏ trứng ra để chiên cơm. Điều này đã khiến trứng bị nhiễm khuẩn Salmonella nguy hiểm. Chính thói quen không vệ sinh kỹ trứng trước khi làm và vớt lòng đỏ bằng tay trần đã khiến số trứng bị nhiễm khuẩn Salmonella trầm trọng. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, hội đồng bác sĩ quyết định 2 phần 18 bệnh nhân sẽ phải nhập viện vì tiên lượng khá nặng.
còn lại sẽ được cho về nhà và điều trị bằng kháng sinh và truyền nước. Nhưng sau sự việc này, ắt hẳn họ sẽ phải cẩn thận hơn trong việc ăn uống để bảo đảm sức khỏe. Vi khuẩn Salmonella là gì và tại sao nó lại đáng sợ như vậy? Nhiễm khuẩn Salmonella là tình trạng ruột và dạ dày bị nhiễm vi khuẩn thương hàn gây bệnh tiêu hóa ở người lẫn động vật. Phần lớn bệnh nhân nếu bị nhẹ sẽ tự khỏi sau 4 đến 7 ngày mà không cần điều trị, nhưng nếu nặng hơn thì có thể làm tổn thương hệ thần kinh và nhiễm độc toàn thân. Vi khuẩn Salmonella nếu nhẹ thì tự khỏi, còn nặng thì có nguy cơ gây tử vong nếu không điều trị sớm. Một vài triệu chứng điển hình khi một người bị nhiễm khuẩn Salmonella thường là: bị tiêu chảy liên tục, phân lỏng màu nâu, đi ngoài khoảng 5 đến 6 lần một ngày. Sốt cao liên tục, từ 39 đến 40 độ C. Có máu trong phân. Bị nhiễm độc thần kinh gây nhức đầu, mất ngủ, ù tai, nói ngọng. Bị đau bụng quằn quại, nặng hơn thì cả người đờ đẫn và mê sảng. Vi khuẩn Salmonella có sức sống cùng đề kháng rất tốt, có thể chịu được lạnh và sống trong rau củ từ 5 đến 10 ngày, trong phân hơn 1 tháng. Nhưng đáng sợ hơn, loại vi khuẩn này rất dễ lây nhiễm cho trứng chỉ sau vài tiếng, nhất là trong thời tiết mùa hè nóng nực này. Nói chung, bác sĩ khuyến cáo mọi người hãy cố gắng chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm hết sức có thể, cần ăn chín uống sôi và lựa chọn thực phẩm sạch. Còn về trứng nói riêng, nên lựa mua những mẻ trứng mới và có xuất xứ uy tín. Lúc bảo quản tủ lạnh thì không nên rửa để tránh làm mất đi lớp màng bảo vệ bên ngoài của trứng. Khi chế biến trứng thì làm thật sạch sẽ và ăn hết trong vòng 2 giờ, không để thừa lại gì dễ khiến chúng nhiễm khuẩn. Cần phải làm gì khi bản thân bị ngộ độc thực phẩm? Khi bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, nhức đầu, bạn cần phải làm những điều sau để bệnh không phát triển nặng hơn: uống nhiều nước lọc. Nước có tác dụng làm loãng độc tố trong cơ thể nên hãy cố gắng uống nhiều một chút. Nhưng hãy lưu ý là chỉ được phép uống nước lọc mà thôi, móc cổ họng để kích thích nôn. Lúc bị ngộ độc thực phẩm, cần phải nôn hết số thức ăn đó ra ngoài bằng cách lấy tay móc họng để kích thích nôn. Hãy cẩn thận khi làm gì dễ gây rách và trầy xước họng. Gọi điện hoặc đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được chữa trị kịp thời. Nếu được, cần giữ lại mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc hoặc bệnh phẩm nôn ra từ người bệnh để xác định nguyên nhân. 5 triệu chứng thông thường của cảm sốt nhưng nếu kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư. Xin chào quý vị. Khi nói đến cảm sốt, nhiều người thường nghĩ đến những triệu chứng phổ biến và tạm thời như đau đầu, sốt, mệt mỏi, ho hoặc đau cơ. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số trong những triệu chứng tưởng chừng như đơn giản và vô hại này, khi kéo dài và không giải quyết được bằng các biện pháp thông thường, có thể là dấu hiệu cảnh báo của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn, bao gồm cả ung thư. Ung thư là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu, và việc phát hiện sớm có thể tăng cơ hội điều trị thành công. Trong video này, chúng tôi sẽ khám phá 5 triệu chứng thông thường của cảm sốt, mà hầu hết mọi người đều cho rằng đây là những triệu chứng không có gì đáng lo ngại, nhưng trong một số trường hợp, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư. Đau họng, sưng cổ, loét miệng, tắc tai có thể là các dấu hiệu của ung thư thanh quản, ung thư hạch hay biểu mô dòm họng nếu kéo dài dai dẳng. Khoảng 12.000 người ở Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đầu và cổ mỗi năm. Loại ung thư này ảnh hưởng đến miệng, mũi và cổ họng, nhưng vẫn còn tương đối mơ hồ đối với hàng triệu người Anh. Tai bị nghẹt liên tục, giống cảm giác bạn gặp phải khi lặn xuống bể bơi, hoặc đau tai mãn tính, có thể là dấu hiệu có bệnh ung thư trong và xung quanh khu vực đó. Sưng tấy ở một phần cổ hoặc cảm giác khó chịu khi chạm vào vùng đó cũng có thể là dấu hiệu của điều gì đó không ổn. Một cơn đau họng kéo dài hơn 2 tuần hoặc nếu bạn có bất kỳ thay đổi giọng nói nào hoặc khàn giọng cũng là một hồi chuông cảnh báo. Dưới đây là những dấu hiệu ung thư dễ bị nhầm với cảm lạnh bạn cần chú ý. 1. Đau họng. Ai có lúc bị đau họng, nó có thể gây ngứa,
khó nuốt và thậm chí khiến miệng có mùi vị khó chịu. Theo Cơ quan Y tế Quốc gia NHS, đau họng thường là triệu chứng của viêm họng liên cầu khuẩn, cảm lạnh thông thường, dị ứng hoặc các bệnh về đường hô hấp trên như cúm. Tuy nhiên, cơn đau dai dẳng ở cổ họng là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của ung thư giòm họng. Có một số loại ung thư giòm họng, bao gồm ung thư thanh quản và dây thanh âm, thanh môn. Các dấu hiệu khác của ung thư giòm họng là ho, thay đổi giọng nói, đau tai và khó nuốt. 2. Sưng cổ. Cổ hơi sưng hoặc đau thường là dấu hiệu cơ thể bạn đang chống lại nhiễm trùng như cảm lạnh, cúm hoặc thậm chí là sốt. Tuyến cơn đau sẽ đến từ các tuyến, khiến bạn cảm giác như có những cục u mềm ở hai bên cổ. Theo NHS, trong trường hợp nhiễm trùng bề ngoài, các tuyến sưng tấy, còn được gọi là hạch bạch huyết, sẽ xẹp xuống trong vòng 1 đến 2 tuần. Nếu chúng kéo dài hơn 2 tuần, chúng có thể là dấu hiệu của một bệnh gì đó nghiêm trọng hơn như ung thư máu, bệnh bạch cầu hoặc hệ bạch huyết, ung thư hạch. Các dấu hiệu khác của bệnh bạch cầu bao gồm sốt, ớn lạnh, nhiễm trùng thường xuyên, dễ bầm tím và chảy máu cam tái phát. Trong khi đó, các dấu hiệu ung thư hạch phổ biến là sưng hạch khắp cơ thể, mệt mỏi, đổ mồ hôi ban đêm và ngứa. 3. Loét miệng. Loét miệng là tình trạng phổ biến và sẽ tự khỏi trong vòng 1 tuần. Chúng thường xuất hiện trong miệng, trên má, môi hoặc lưỡi. Theo NHS, loét miệng có thể được kích hoạt bởi một số nguyên nhân, chẳng hạn như dị ứng thực phẩm, cảm giác suy sụp và trong một số trường hợp là ung thư, đặc biệt nếu chúng không biến mất. Loét là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư miệng. Các dấu hiệu khác bao gồm giảm cân, vấn đề về giọng nói, đau và hôi miệng. 4. Khàn tiếng. Thay đổi giọng nói thường là dấu hiệu của viêm thanh quản, khi thanh quản hoặc dây thanh âm trong cổ họng bị kích thích hoặc sưng tấy. Điều này có thể khiến bạn bị khàn giọng, khó thở, thậm chí mất giọng hoàn toàn. Nhưng nếu giọng nói vẫn thay đổi trong hơn 3 tuần, đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư thanh quản. 5. Tai bị tắc hoặc nghẹt. Tai bị tắc hoặc nghẹt và phát ra âm thanh là dấu hiệu phổ biến của cảm lạnh. Nó thường xảy ra khi ống Eustachian nối tai giữa với phía sau cổ họng bị viêm. NHS cho biết thủ phạm ít phổ biến hơn khiến tai bị tắc là một loại ung thư hiếm gặp gọi là ung thư biểu mô giòm họng. Nó ảnh hưởng đến phần cổ họng nối sau mũi với sau miệng. Người mắc bệnh ung thư biểu mô giòm họng có thể bị đau tai, sưng mặt, chảy mũ và máu từ mũi, sưng hạch và chảy máu cam. Thưa quý vị, khi đối mặt với những triệu chứng kéo dài và không giải thích được, điều quan trọng nhất là không được phớt lờ chúng. Dù 5 triệu chứng thông thường của cảm sốt mà chúng ta đã thảo luận có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không loại trừ khả năng chúng là dấu hiệu cảnh báo ung thư. Điều này không có nghĩa là bạn cần phải hoảng sợ mỗi khi cảm thấy không khỏe, nhưng nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe cơ thể và tìm kiếm sự chăm sóc y tế khi cần thiết. Việc phát hiện sớm ung thư có thể làm tăng đáng kể cơ hội thành công của quá trình điều trị, giảm thiểu sự can thiệp y tế nặng nề và nâng cao chất lượng cuộc sống. Do đó, nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào kéo dài hơn mức bình thường hoặc không cải thiện với các biện pháp điều trị thông thường, hãy không ngần ngại liên hệ với bác sĩ của bạn. Chỉ một bước đơn giản này có thể là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe và thậm chí cứu sống bạn. Nhớ rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của chúng ta và việc chăm sóc nó không bao giờ là quá sớm hay quá muộn. Tiếp theo video hôm nay, xin chia sẻ đến quý vị những điều kiêng kỵ khi uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành rất tốt nhưng không phải ai cũng uống được, đặc biệt người mắc ung thư vú, viêm dạ dày, bị gút cần tuyệt đối tránh xa. Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, sữa đậu nành là chế phẩm lành tính nhưng khi sử dụng, bạn cần nằm lòng những kiêng kỵ dưới đây. Thứ nhất, không được uống sữa đậu nành chưa đun sôi kỹ. Trong sữa đậu nành sống có chứa chất ức chế men gypsin, saponin và một số chất không có lợi khác nên nếu uống sữa đậu nành sống hoặc không được đun sôi kỹ sẽ gây buồn nôn, đau bụng đi ngoài thậm chí ngộ độc.
Thứ hai, không nên dùng đường đỏ pha với sữa đậu nành. Đường đỏ chứa nhiều axit hữu cơ kết hợp protein, canxi tạo thành các hợp chất biến tính làm mất đi dinh dưỡng của sữa đậu nành, đồng thời ảnh hưởng tới sự hấp thu và tiêu hóa của cơ thể. Thứ ba, không uống sữa cùng lúc ăn trứng. Uống sữa đậu nành khi ăn trứng ốp la hoặc trứng luộc là thói quen ăn sáng của khá nhiều người. Sữa đậu nành giàu protein thực vật, chất béo, carbohydrate, vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng khác, dùng riêng có giá trị bổ dưỡng cao, nhưng nếu uống cùng lúc với ăn trứng lại không tốt cho sức khỏe. Trong sữa đậu nành có chất chitin, khi kết hợp với protein trong lòng trắng trứng sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng. Thứ tư, không uống quá nhiều. Uống sữa đậu nành quá nhiều gây ra khó tiêu, đầy hơi, tiêu chảy do các chất dinh dưỡng trong sữa đậu nành không được hấp thu hết, ảnh hưởng không tốt đến tiêu hóa. Đối với người lớn, không nên uống quá 500ml một ngày. Thứ năm, không chứa sữa trong phích. Để giữ ấm sữa, một số người lưu trữ sữa trong phích nước, nhưng nhiệt độ bên trong phích không thích hợp cho sữa đậu nành. Vi khuẩn sinh sôi có thể làm cho sữa bị ôi sau khoảng 3 đến 4 giờ. Thứ sáu, những người kiêng sữa đậu nành. Theo y học cổ truyền, đậu nành có tính hàn. Những người mắc ung thư vú, viêm dạ dày, thể chất kém, tinh thần mệt mỏi hay có triệu chứng của bệnh gút, thận hư, di tinh, tiểu đêm nhiều không nên uống sữa đậu nành vì dễ làm cho các triệu chứng trên nặng thêm. Người đang sử dụng thuốc kháng sinh cần nói không với sữa đậu nành. Một số loại thuốc đặc biệt như thuốc kháng sinh chứa chất tetracycline, erythromycin có tác dụng phân hủy chất dinh dưỡng trong sữa đậu nành. Do đó, bạn tránh uống kháng sinh cùng lúc với sữa đậu nành, nên uống cách nhau khoảng 1 giờ để đảm bảo không có phản ứng hóa học xảy ra. Các chất ức chế saponin hormone và lectin trong sữa đậu nành gây cản trở quá trình hấp thu kẽm của cơ thể. Do đó, những người thường xuyên sử dụng loại thức uống này cần lưu tâm đến việc bổ sung kẽm. Người đang thiếu kẽm không uống sữa đậu nành. Tiếp theo là 4 loại quả được bác sĩ tiêu hóa khuyến khích tiêu thụ để làm giảm nguy cơ mắc ung thư ruột. Cách dễ dàng và rẻ nhất để bảo vệ bản thân khỏi căn bệnh ung thư là áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh. Trong số các vấn đề về sức khỏe, ung thư đại trực tràng hoặc ruột kết giữ một vị trí quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người trên toàn cầu. Ung thư đại trực tràng thường gặp ở những người trên 50 tuổi, tuy nhiên tỷ lệ mắc bệnh trong nhiều năm gần đây tăng nhanh ở giới trẻ. Các khối u đại trực tràng ở bệnh nhân trẻ có tốc độ phát triển nhanh hơn những người lớn tuổi và thường được phát hiện ở giai đoạn muộn hơn. Ung thư đại trực tràng có thể phòng ngừa và phát hiện sớm, ở giai đoạn đầu tỷ lệ sống sau 5 năm lên tới 90%. Dưới 10% bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn muộn sống quá 5 năm. Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, trên thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng 54% các ca ung thư ruột được tìm thấy ở bất kỳ vị trí nào trong ruột già, bao gồm đại tràng và trực tràng, có thể được ngăn ngừa bằng cách thực hiện những thay đổi đơn giản trong chế độ ăn uống cũng như lối sống của mỗi người. Một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa đã tiết lộ 4 loại thực phẩm có thể giúp đẩy lùi nguy cơ phát triển ung thư ruột. Đó là dưa hấu, các loại quả có múi, táo và quả kiwi. 1. Dưa hấu là món ăn chủ yếu của mùa hè. Dưa hấu có thể có nhiều tác dụng chứ không phải chỉ mang lại cảm giác sảng khoái. Việc ăn nhiều loại trái cây phổ biến này có thể làm giảm 26% nguy cơ ung thư ruột kết. Bác sĩ chia sẻ, thực phẩm màu đỏ này chứa hàm lượng chất chống oxy hóa gọi là lycopene, nước và chất điện giải nên đặc biệt có lợi cho sức khỏe. 2. Quả có múi. Một món ăn nhẹ khác được bác sĩ tiêu hóa khuyên dùng là cam quýt. Trong nghiên cứu, những loại trái cây có hương vị thơm ngon, đầy màu sắc này đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày và ruột kết. Ngoài ra, theo bác S, thực phẩm tươi chứa nhiều vitamin C như cam quýt có thể làm tăng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Một đánh giá của các nghiên cứu hiện tại được công bố trên tạp chí Frontiers in Immunology
cho thấy rằng hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh có thể rất quan trọng. Những thay đổi trong hệ vi sinh vật ở đại trực tràng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan khác trong cơ thể. Các nhà nghiên cứu cho rằng ung thư ruột được coi là bị ảnh hưởng bởi hệ vi sinh vật đường ruột nhiều hơn các khối u khác. Hơn nữa, các nghiên cứu về hệ vi sinh vật đường ruột cho thấy sự mất cân bằng trong thành phần vi khuẩn trong ruột xảy ra thường xuyên hơn ở những người bị ung thư ruột so với người khỏe mạnh. 3. Táo. Táo có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết của bạn tới 25%. Tương tự như cam quýt, những thực phẩm giòn này cũng có thể có lợi cho vi khuẩn đường ruột, tăng cường sức khỏe đường ruột của bạn hơn nữa. 4. Quả kiwi. Bác sĩ giải thích rằng quả kiwi có thể giúp giảm tổn thương DNA trong ruột kết và thúc đẩy nhu động ruột khỏe mạnh. Chính vì vậy, nó cũng góp phần bảo vệ chống lại ung thư ruột. 6 dấu hiệu ung thư ruột bất kỳ ai cũng không được bỏ qua. Thưa quý vị, nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, điều thực sự quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ. Thay đổi liên tục thói quen đại tiện, thấy máu trong phân, giảm cân không giải thích được, xuất hiện khối u ở bụng, trực tràng hoặc hậu môn, đau bụng khó chịu hoặc đầy hơi, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Điều quan trọng cần biết là nhiều người có những triệu chứng hoặc dấu hiệu này nhưng không bị ung thư ruột. Các vấn đề sức khỏe khác cũng có thể gây ra những triệu chứng tương tự. Chính vì vậy, nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này thì tốt nhất nên đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Sau đây xin giới thiệu đến quý vị 6 công dụng tuyệt vời từ loại củ được người Việt ưa chuộng, vừa hỗ trợ làm đẹp lại ngăn ngừa được cả ung thư, giúp kiểm soát đường huyết. Thưa quý vị, là loại gia vị quen thuộc, xuất hiện trong nhiều gia đình Việt, loại củ này cũng có khả năng ngăn ngừa nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau. Riềng là một trong những loại củ được sử dụng phổ biến là một loại gia vị để tăng hương vị cho nhiều món ăn khác nhau. Vì vậy, riềng thường được trồng trong vườn của nhiều gia đình Việt. Ngoài việc dùng làm gia vị, củ riềng còn được nhiều người coi là một loại thuốc với nhiều tác động tích cực đối với sức khỏe con người. Riềng chứa nhiều vitamin C, A, chất xơ, sắt, flavonoid đều là những chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng, có tác động tích cực trực tiếp đối với cơ thể con người. Dưới đây là một số công dụng chính của loại củ này. 1. Kháng viêm. Công dụng đầu tiên của củ riềng đối với sức khỏe con người chính là kháng viêm. Khi sử dụng riềng, chúng ta có thể giảm được tác động của các vết loét, viêm đau. Các vết thương cũng sẽ chóng lành hơn nếu như bạn biết sử dụng riềng điều độ và hợp lý. Ngoài việc giúp vết thương mau lành, riềng còn có thể hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp. Nhờ đó, chúng luôn được sử dụng nhiều ở các gia đình. 2. Cải thiện chức năng nhận thức. Theo nhiều nghiên cứu, loại củ gia vị này có chứa ACA giúp hỗ trợ tăng chức năng nhận thức. Riềng cũng giúp con người ngăn ngừa tình trạng thoái hóa não, bảo vệ trí não minh mẫn trước nhiều tác động. Tuy nhiên, chúng ta không nên thần thánh hóa tác dụng này của củ riềng. Mỗi người vẫn nên rèn luyện trí não mình bằng cách luôn tư duy, học hỏi dù ở bất kỳ độ tuổi nào. 3. Kiểm soát đường huyết. Đối với những bệnh nhân bị tiểu đường, riềng còn có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Theo nghiên cứu, riềng có khả năng chuyển hóa carbohydrate, tiết insulin tuyến tụy. Bởi vậy, chúng hoàn thành tốt vai trò giữ đường huyết ở mức an toàn, tránh tăng giọt và gây nguy hiểm cho người bệnh. Tuy nhiên, những người bệnh tiểu đường vẫn nên tham khảo ý kiến từ bác sĩ để yên tâm hơn khi sử dụng. Bạn cũng không nên lạm dụng gia vị này vì có thể gây tác dụng phụ. 4. Tăng cường miễn dịch. Trong riềng có chiết xuất polysaccharide giúp tăng số lượng tế bào quan trọng trong hệ miễn dịch. Nhờ đó, chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe ổn định hơn. Dù ở độ tuổi nào, chúng ta cũng cần chú trọng đến việc tăng cường hệ miễn dịch. 5. Ngăn ngừa ung thư. Một trong những lợi ích đặc biệt của loại củ làm gia vị này chính là ngăn ngừa ung thư.
Đây cũng là kết quả của một nghiên cứu ở Anh khi các nhà nghiên cứu theo dõi bệnh nhân bị các khối u ở vú và phổi. 6. Tăng cường tuần hoàn máu, làm đẹp. Không chỉ vậy, loại củ làm gia vị này còn được nhiều người biết đến với khả năng tăng cường tuần hoàn máu, từ đó kích thích mọc tóc tự nhiên. Chúng có tác dụng chống oxy hóa hiệu quả, vì thế riêng có thể bảo vệ và làm đẹp da. Tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị một loại rau, được mệnh danh là vua của các loại rau ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư. Cải bó xôi chứa tới 35 dưỡng chất, được coi là vua của các loại rau xanh tốt cho người già, trẻ nhỏ, bệnh nhân tim mạch, ung thư. Lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội cho biết, cải bó xôi hay còn gọi rau chân dịch, rau bina, được đánh giá là vua của các loại rau. Loại rau này tốt cho cả người lớn, trẻ em, đặc biệt người bị bệnh ung thư, tim mạch. Cải bó xôi có thể xào, nấu canh, xay uống. Theo Lương y Sáng, đã có nhiều công trình nghiên cứu đánh giá công dụng chữa bệnh, phòng bệnh của cải bó xôi. Loại rau này chứa 35 dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin A, C, E, nguồn omega 3 thực vật tốt cho con người. Loại rau này chứa lanthicoid giảm cảm giác thèm ăn, giúp bạn giảm cân. Rau còn chống loãng xương vì chứa nhiều kali, manga, magie, canxi. Cải bó xôi còn giúp hình thành hồng cầu, đưa oxy và dinh dưỡng đi khắp cơ thể, cải thiện tình trạng thiếu máu. Rau cũng tăng cường miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân của môi trường như vi khuẩn, virus, nấm. Loại thực phẩm này tốt cho sự phát triển của thai nhi, ngăn ngừa dị tật bẩm sinh vì chứa nhiều acid folic, vitamin B6, giúp đôi mắt khỏe mạnh. Vitamin K, các acid béo như omega trong cải bó xôi tốt cho tim mạch. 100g cải bó xôi chứa hàm lượng vitamin K gấp 4 lần nhu cầu hàng ngày. Những người dùng thuốc chống đông, thuốc warfarin được khuyến cáo cần dùng lượng rau cải bó xôi cố định hàng ngày và theo dõi tác dụng thuốc thường xuyên dưới sự tư vấn của nhân viên y tế. Cải bó xôi còn là thực phẩm vàng cho người bệnh ung thư. Theo Trung tâm Dinh dưỡng, Bệnh viện K, Hà Nội, đây là loại rau có nhiều tác dụng tới sức khỏe con người. Cải bó xôi chứa nhiều beta-carotene, vitamin A, C, A, manga, sắt, folate, chất xơ và một số thành phần hóa học kháng ung thư. Nhiều nghiên cứu đã đánh giá tác dụng của cải bó xôi với các bệnh lý, trong đó có ung thư. Ung thư vú, nghiên cứu chỉ ra những phụ nữ có nồng độ carotenoid trong huyết tương cao sẽ giảm 15-20% nguy cơ ung thư vú so với nhóm có nồng độ thấp hơn. Ung thư phổi, nhóm tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa quercetin, lutein, zeaxanthin có thể giảm nguy cơ mắc ung thư phổi. Ung thư đường tiêu hóa, những người sử dụng thực phẩm giàu lutein giảm nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng, dạ dày, thực quản. Nghiên cứu trên bệnh nhân ung thư khoang miệng, thanh quản, bàng quang cũng chỉ ra kết quả tương tự. Thưa quý vị, chúng ta không khỏi ngạc nhiên trước những lợi ích sức khỏe mà loại rau xanh mạnh mẽ này mang lại, đặc biệt là trong việc ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Với hàm lượng cao các vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và đặc biệt là glucosinolate và carotenoid, cải bó xôi không chỉ đóng vai trò như một vua của các loại rau trong việc cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn là một phần không thể thiếu trong các chế độ ăn uống nhằm mục tiêu phòng chống ung thư. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là không một loại thực phẩm nào có thể đảm bảo việc ngăn chặn hoàn toàn bệnh ung thư. Cải bó xôi và các loại rau củ khác nên được xem là một phần của lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn cân đối, tập thể dục đều đặn và kiểm tra sức khỏe định kỳ để tối đa hóa khả năng phòng chống bệnh tật. Thức uống quen thuộc mỗi ngày của giới trẻ lại ẩn chứa nguy cơ gây trọng bệnh, WHO cũng phải cảnh báo. Cà phê muối là thức uống đang được lòng rất nhiều bạn trẻ. Khác với cà phê thông thường, cà phê muối có vị béo ngậy, đắng nhẹ và hơi mặn rất kích thích vị giác. Ngay cả những người không uống được cà phê cũng có thể thưởng thức món đồ uống này. Dùng quá nhiều muối từ lâu đã là vấn đề được Tổ chức Y tế Thế giới, WHO,
khuyến cáo gì sẽ làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, các bệnh tim mạch, đột quỵ, tử vong sớm? Theo WHO, mỗi năm có khoảng 4,1 triệu người tử vong trên thế giới do ăn thừa muối, trong đó có tới 11 người tử vong ngày vì hấp thụ quá nhiều muối. WHO cũng cảnh báo rằng việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể khiến 7 triệu người tử vong vào năm 2030. Lợi ích của việc cắt giảm muối khỏi chế độ ăn uống của bạn: giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Huyết áp cao là một yếu tố nguy cơ chính dẫn đến các bệnh tim mạch. Do đó, kiểm soát huyết áp bằng cách giảm lượng muối cũng có thể làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Theo chuyên gia, trên toàn thế giới có 54% bệnh nhân đột quỵ và 47% người mắc bệnh tim là do tăng huyết áp. Ngoài ra, dư thừa muối cũng thúc đẩy phì đại tâm thất trái, gây xơ hóa ở tim và động mạch. Đã có một số cuộc tranh luận về mối liên hệ trực tiếp giữa lượng muối trong chế độ ăn hàng ngày và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, giảm muối vẫn là một phương pháp giúp hạn chế nguy cơ đau tim và đột quỵ. Giảm cân. Giảm muối có tác động tích cực đến việc giảm cân. Giảm muối có thể giúp giảm trọng lượng nước trong cơ thể của chúng ta. Lý do là thận của bạn được lập trình để duy trì tỷ lệ các chất điện giải, bao gồm cả muối. Khi chế độ ăn của bạn quá nhiều muối, thận của bạn sẽ giữ nhiều nước hơn để cân bằng, gây ra hiện tượng giữ nước cho cơ thể. Bên cạnh đó, bằng cách cắt giảm muối, bạn có thể sẽ bắt đầu ăn uống lành mạnh hơn. Muối cũng có nhiều trong các loại thực phẩm đã qua chế biến và chế biến sẵn. Giảm muối tự nhiên bằng cách sử dụng thực phẩm chưa qua chế biến, tự nấu ăn tại nhà có thể thúc đẩy việc giảm lượng calo và tăng cảm giác no, từ đó giúp bạn giảm cân. Giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Một chế độ ăn nhiều muối có liên quan đến bệnh ung thư dạ dày. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, một số vi khuẩn có hại gây ung thư dạ dày phổ biến hơn trong chế độ ăn nhiều muối. Do vậy, cắt giảm các món ăn như cá muối, thịt và loại rau muối sẽ giúp bạn ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này. Ngăn chứng đau đầu. Giảm muối giúp ngăn chứng đau đầu hiệu quả. Một nghiên cứu năm 2014 cho thấy những người giảm muối trong chế độ ăn uống của họ ít bị đau đầu hơn những người sử dụng quá nhiều muối khi chế biến. Các chuyên gia cho rằng việc cắt giảm lượng muối ăn đã giúp giảm đau đầu vì nó làm giảm huyết áp và nhịp tim, cũng như góp phần giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Hãy lập kế hoạch ăn uống một cách dinh dưỡng, cân bằng, hạn chế ăn đồ ăn nhiều muối và dầu mỡ để có được sức khỏe tốt, tránh bệnh tật về sau. Việc tiêu thụ cà phê muối một cách điều độ, cùng với việc duy trì một lối sống lành mạnh và cân đối, có thể giúp giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn. Nhưng quan trọng hơn, sự hiểu biết và nhận thức về các thành phần và tác động của thức uống này đối với sức khỏe là điều không thể thiếu.